cơ sở là mong em xin chào các bác nhé. Đơn hàng của anh Huấn ở trên Yên Sơn Tuyên Quang thì ngày hôm nay buổi sáng sớm là đã hàng bắt đầu là bốc lên xe rồi, thì em quay một đoạn video để đăng tải lên trên kênh. Để sau đó thì lên trên đến nơi em giao hàng cho anh thì em sẽ đăng tải một cái video đấy, quay lại và sau này đăng cho các bác nào mà có nhu cầu về vật tư ngành ong mật, các bác có thể là tham khảo qua số điện thoại trên màn hình video của em để được tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhé. Lâm Ong đã lên đến nơi và đang giao hàng cho anh Huân. Thì đây là 50 cái chiếc thùng ong rộng 30, hàng dày 1 phân 7 gỗ gạc toàn phần này. Đấy, tặng kèm bách ngăn. Và tiếp nữa là một cái chiếc thùng quay mật Elox 6 cầu, hàng hàn tĩnh điện 500 không hút, mẫu mới nhất của năm 2024 này. Và một cái bình xịt khói, một kim di trùng, một lạng sữa chúa và 50 cái máng các cầu, 200 chiếc cầu ong thì đang xuống hàng cho anh đây rồi. Hàng của cơ sở mong em đã lên đến tận nơi giao hàng cho anh Huân ở trên Thái Ninh, Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang nhé. Thì anh thực ra là cũng ngại lên sóng thì em làm một cái video thực tế. Đấy, đã lên đến nơi thì giao hàng cho anh tận nơi. Đấy. Thì em làm một cái video để đăng tải lên trên kênh này, cũng như là một video giới thiệu về sản phẩm của em. Nếu các bác có xem được video này, có nhu cầu mua hàng ủng hộ em thì các bác kết nối qua số điện thoại trên màn hình video để đặt hàng. Thì trước tiên đây, các bác thấy ở đây là 50 chiếc thùng rộng 30 gỗ gạo toàn phần các bác nhé. Hàng ở bên em thùng 26 và thùng 30 là đều thiết kế là cửa tháo rời, các bác có thể vận chuyển cái đàn ong của mình. Các bác chỉ cần quay ngược cái cửa tổ lại là con ong nó sẽ không ra được các bác nhé. Đấy, rất là tiện. Và tiếp nữa là lắp thì các bác có thể là đổi từ thùng này sang thùng khác được các bác nhé. Đấy, đổi từ thùng này ra thùng khác được. Và hàng là gỗ gạo ván liền tấm. Nó chỉ có đáy là đáy ghép thôi để nó thoát nước. Đấy, tặng kèm cho các bác là cái vách ngăn tiêu chuẩn xẻ ván thì em là 2 phân, qua quá trình bào gọt đi thì nó còn độ 1 phân 6 rưỡi đến 1 phân 7. Đấy, về xưởng sản xuất và ao ngâm gỗ, nguồn gỗ em đã đăng tải trên kênh rất là nhiều. Anh Huân thì cũng là tìm hiểu biết đến em Lâm Ong là qua những video em đăng tải trên kênh. Đấy, sau đó là anh đặt hàng thì anh có đặt cọc cho em số tiền để em làm thùng này. Đấy, và cầu lấy đủ vật tư ong thì hôm nay em đã lên tận nơi giao hàng cho anh. Và tiếp nữa là cái sản phẩm cầu ong nhé. Cầu ong này thì bên em là thiết kế là cầu bằng gỗ keo kết hợp gỗ sấu. Cái xà trên này là có xẻ rãnh là gỗ keo này. Thế còn cái hai cái thành này thì nó là gỗ sấu. Gỗ sấu thì ưu điểm nó rất là cứng. Và tiếp nữa nhà em là đóng đinh tay có khoan nỗ, nên là chất liệu gỗ nó đã tốt rồi. Thì cộng với cả cái mình đóng thủ công như này nó sẽ không có cái tình trạng là bị rút cầu các bác nhé. Đấy, dùng nó rất là bền. Đấy, các bác căng dây là sẽ không bị lún nhé, không bị lún cầu. Đấy, qua vài năm sử dụng các bác rũ cầu không mà lo bị tụt cầu. Đó, đấy là về cái chiếc cầu ong. Thì em cũng phải báo các bác luôn thì tiền nào của lấy thôi. Hiện nay thì có rất là nhiều cơ sở bán, nhưng mà làm ăn thì cũng không phải là bác nào cũng có tâm đâu, nên là các bác cũng lên tìm hiểu kỹ, đặt niềm tin thử từ những cái nhỏ sẽ ra những cái lớn các bác nhé. Đấy, đây là cái máng gác xà cầu. Đấy, gác xà cầu này thì chăn ong nội ong ngoại đều được nhé. Và nó có 2 ngăn, dung tích của nó là 1.2 lít. Đấy, rất là tiện. Nếu các bác chăn ong nội thì cắt bớt 2 cái tai đi, còn chăn ong ngoại thì cứ thế các bác đặt vào, giá cũng rất là hợp lý thôi. Đấy, tiền nào của lấy. Và sang đến đây. Đấy, đây là chiếc bình xịt khói Elox 304 này. Bình xịt khói này nó cũng có nhiều loại các bác nhé, nên các bác mua hàng các bác cũng lên tham khảo. Vì cái hàng bình xịt khói này nó có hàng loại 2, loại 3, nó rất là mỏng. Nếu các bác mua phải cái hàng rẻ ấy thì nó sẽ không được lâu bền như là cái hàng đắt đâu các bác nhé. Đấy, đây là cái bình xịt khói Elox 304 này. Đây, hàng này buồng đốt nó Elox tay bóp cơ. Nếu các bác nào mà hỏng tay bóp này, em có cái tay bóp này để thay thế cho các bác nhé. Các bác alo em để được tư vấn cũng như là gửi hàng. Và đây là anh lấy thùng quay, thì bất kể các bác nào mà mua hàng ở bên em sẽ được tặng là một dao một mũ. Không lấy mũ thì lấy lọc mật nhé. Nhưng đây là anh lấy dao lấy mũ rồi, thì đây anh lấy thêm cái lọc mật, mật xịn. Lọc mật mịn là chỉ có mật ong qua được và cắn bẩn không qua được các bác nhé. Đấy, rất là tiện. Và tiếp nữa là một lạng sữa chúa thì em đưa cho anh cất vào tủ lạnh rồi. Thì cái sữa chúa là lên bảo quản ở nhiệt độ tủ đá nó sẽ tốt nhất, để sau này di trùng các bác sẽ đạt được cái kết quả cao nhất các bác nhé. Thì em sẽ quay qua trại ong của bác. Con chào bà nhé. Con đang quay video và quay đi. Vâng. Đây là trại ong của anh. Đây, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh đã ủng hộ em nhá. Đây cũng có một chút hình ảnh của anh vì anh rất ngại lên sóng. Thì đây là những đàn ong ở đằng trước cửa nhà anh bày đây thôi. Thế còn ở đằng sau thì anh nuôi rất nhiều. Thì các bác cũng có thể cùng chiêm ngưỡng ở trên nhà anh dàn nho xanh rất là đẹp các bác nhá, rất là mát.
Đấy, đây là cái gốc nho của anh này. Trên này thì người dân ở trên này trồng chè, trồng bưởi rất là nhiều các bác nhé. Đây là em làm một cái video thực tế để đăng tải lên trên kênh. Đấy, các bác thấy không? Bưởi rất là nhiều nhé. Bưởi nhiều và tiếp nữa là chè. Chè cũng rất là nhiều. Đây là dàn nho xanh em quay từ xa, cũng là một video làm cái kỷ niệm. Đây là một cái kỷ niệm để đăng tải lên trên kênh. Nhà anh thì trên này đất rất là rộng. Gốc của anh là gốc Thái Bình lên, ở huyện Hưng Hà lên các bạn. Đấy, ong này. Quay cho các bác xem. Em thì em không tiện mở lắp, bởi vì là đang quay video tác nghiệp thôi các bạn. Ong này. Đó, rất nhiều ong. Đây các bác này, đem xem đàn ong nào đang. Đây có đàn này là đang đi làm. Đang đi làm rất là mạnh này các bác này. Đó. Các bác thấy không ạ? Đàn này đang đi làm rất là mạnh nhá. Phấn về nhiều này. Anh chuẩn bị tới đây là nhân chia đàn, anh có là hơn 100 đàn ong. Đấy, hơn 100 đàn ong là anh bắt đầu chuẩn bị tách đàn. Đấy, thì là một cái video em chia sẻ lên trên kênh. Các bác có nhu cầu về vật tư nuôi ong thì liên hệ kết nối em Lâm Ong ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang qua số điện thoại trên màn hình của video. Các bác mà đến tận nơi thì các bác sẽ được mua hàng với giá tốt hơn nữa khi mà các bác không mất tiền ship các bác nhé. Thế còn các bác lấy số lượng thì cũng thế. Thì em sẽ một là đi giao tận nơi, hai là sẽ gửi xe, nhưng mà các bác yên tâm là số lượng thì giá sẽ rất là rẻ thôi các bác. Em xin được kết thúc video tại đây. Các bác xem video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật nút chuông và để lại bình luận để em có thể là nắm bắt được phản hồi của các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhé.